Chỉ còn 6 ngày nữa là hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, nhưng nhiều địa phương tiêm rất chậm, thấp hơn mức bình quân chung. Bộ Y tế đang tích cực triển khai nhiều biện pháp để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ngăn chặn dịch COVID-19 bùng phát. Trước thêm năm học mới, nhiều địa phương đang tích cực triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em để phòng dịch bệnh bùng phát. Ngày 25 tháng 8, Bộ Y tế thông tin cập nhật về tình hình tiêm vaccine COVID-19 ở nước ta cho biết, số mũi tiêm thực hiện trong một ngày trên cả nước 477.728 tại 45 tỉnh, thành phố, trong đó 431.702 mũi cho người từ 12 tuổi trở lên, 16.026 mũi cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi. Tổng số vaccine đã tiêm đến nay ở nước ta 255.188.869 mũi. Về tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đến nay sau 4 tháng 10 ngày triển khai tiêm trên toàn quốc, tổng số mũi vaccine tiêm cho trẻ trong độ tuổi này là 14.935.438, trong đó mũi 1 hơn 9,1 triệu trẻ đạt tỷ lệ là 81,8%, tăng 0,5% so với ngày trước đó. 5 tỉnh thành có tỷ lệ tiêm thấp dưới 64% đó là Đà Nẵng 57,3%, Quảng Nam 53,3%, Bình Thuận 63,2%, Thành phố Hồ Chí Minh 53,6%, Bình Dương là 60,6%. Ba tỉnh có tỷ tỉ lệ tiêm cao là Con Tum 98%, Cần Thơ 98,6%, Bạc Liêu 99,9%. Mũi hai hơn 5,8 triệu trẻ, đạt tỷ lệ 52,2%, tăng 0,9% so với ngày trước đó. 5 tỉnh thành có tỷ lệ thấp dưới 36% là Đà Nẵng 20,9%, Quảng Nam 19,1%, Khánh Hòa 35,5%, Thành phố Hồ Chí Minh 31,5%, Bình Dương 27,2%. Ba tỉnh có tỷ tỉ lệ tiêm cao là Bắc Giang 81,9%, Sóc Trăng 89,8%, Vĩnh Long là 80,5%. Đối với nhóm 12 đến 17 tuổi tiêm mũi 3, hơn 4,3 triệu trẻ đạt tỷ lệ là 49,9%, tăng 1,0% so với ngày trước đó. 5 tỉnh thành có tỷ lệ tiêm thấp là Phú Yên 14,8%, Bình Thuận là 26,4%, Bà Rịa Vũng Tàu 14,7%, Đồng Nai 22,7%, Bình Dương là 22,7%. Ba tỉnh có tỷ tỉ lệ tiêm cao là Bắc Giang 88,4%, Quảng Ninh 84%, Sóc Trăng là 84,8%. Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị các tỉnh thành phố thành lập tổ công tác liên ngành, trong đó ngành y tế làm nòng cốt để tiến hành tiêm an toàn, đảm bảo cung cấp vaccine đề nghị các viện vệ sinh dịch tễ về Pasteur tăng cường hướng dẫn chỉ đạo đôn đốc các địa phương tăng cường tiến độ tiêm chủng phòng Covid-19 theo đúng tiến độ mà Chính phủ Thủ tướng Chính phủ giao tiêm vaccine Covid-19 là một trong những biện pháp quan trọng để phòng chống dịch bệnh mỗi người dân chủ động tiêm các mũi bổ sung cũng như thực hiện các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.